đầu mùa các táo vần. Hallelujah. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phàm đến Con Người thì nó sẽ được tha, nhưng kẻ nào nói phàm thường đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Khi người ta điều các con đến các hội đường đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, tháng 8 năm 2008, tại vùng Orissa phía đông bắc Ấn Độ, có một người theo chủ nghĩa dân tộc thuộc Ấn giáo đã bị bắn chết. Một tờ đạp và báo ở địa phương đã quy tội cho là do người Kitô hữu giết ông ta. Lập tức một làn sóng bạo động nổi lên, những người Ấn giáo cực đoan, họ tràn vào các nhà thờ, đốt 40 nhà thờ, 404.000 người Kitô hữu, nhà người Kitô hữu bị phá hủy, và rồi hàng ngàn người bị thương, hàng chục người chết, rồi biết bao nhiêu người sống không nhà không cửa, phải sống trong các trại tị nạn. Chỉ một chút xíu thôi, chúng ta đã thấy chúng ta dễ bị cơn phẫn nộ của thế gian, người Kitô hữu dễ bị loại trừ. Lịch sử Công giáo tại Việt Nam và kể cả lịch sử giáo hội thời tiên khởi cho chúng ta thấy những cơn giận dữ của các vua chúa quan quyền và những người đương thời đã trút lên những con người vô tội chỉ vì họ tin vào Đức Kitô. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tiên báo về những cuộc bách hại đấy. Những gì Ngài phải chịu thì các môn đệ cũng sẽ phải chịu, vì tôi tớ thì không trọng hơn chủ, môn đệ không thể hơn thầy. Những điều này Chúa Giêsu đã trải qua, mọi sự họ đều chịu vì danh Đức Giêsu Kitô, vì danh Chúa Kitô. Thế nhưng ở nơi tòa án, nơi có sự gần, sự hiện diện của quyền lực thế gian, Chúa Giêsu bảo chính thần khí của Chúa Cha sẽ nói trong anh em để giúp anh em can đảm tuyên xưng niềm tin. Lịch sử các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy rất nhiều vị thánh đã xuất thân từ nhà quê, không được học hành làm bao, lại lam lũ khổ sở suốt ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ấy vậy mà khi bị bắt bớ, bị tra tấn, bị đánh đập, khi bị hỏi cung thì các ngài trả lời hết sức trôi chảy và diễn tả niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, và nhất định không chối Chúa, không bước qua thập giá. Nhân cơ hội này, các ngài cũng làm chứng cho Chúa, cho mọi người hại mình hiểu rằng đạo Chúa là chân lý. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cho các môn đệ biết, và kể cả cho chúng ta, những thế hệ của những người mang đức tin đi theo sau, sẽ chịu đau khổ bách hại
và gặp muôn điều khó khăn. Tuy nhiên Chúa bảo là đừng có sợ, vì những lúc ấy Chúa Thánh Thần sẽ giúp để cho chúng ta phải biết nói gì và làm gì. Những lúc như thấy thế, chúng ta nhớ lại mẫu gương của các vị tổ phụ, mẫu gương của những người làm chứng. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nhắc chúng ta về người làm chứng đức tin đầu tiên. Abraham từ bỏ tất cả, từ bỏ quê hương gia tộc, từ bỏ đất đai, thậm chí sẵn lòng bỏ cả đứa con duy nhất là niềm hy vọng của cuối cùng của mình trong tuổi già. Ông chọn Chúa. Chúa không có bỏ ông, ước gì trong mọi hoàn cảnh. Tất cả chúng ta khi chọn Chúa, vững tin vào một Thiên Chúa trung tín và luôn yêu thương, chúng ta sẽ không cảm thấy mình bị bỏ rơi, thất vọng. Trong đời sống đạo của chúng ta ngày nay không còn quá khó như thời các thánh tử đạo ngày xưa, nhưng nơi này nơi kia vẫn gặp những khó dễ đối với người tín hữu cách này cách khác. Tuy nhiên những điều này không đáng ngại, bởi vì kinh nghiệm cho thấy qua khó khăn, qua khổ sở thì niềm tin và đời sống chúng ta càng sống động. Nhưng điều đáng sợ hơn đấy chính là cái phong trào tục hóa đang dần dần bách hại tinh thần của chúng ta. Những thứ đấy nó đang phá hủy từ bên trong, nó làm băng hoại cái đời sống đạo đức luân lý như của con người. Những gian nan đe dọa lòng cầy trông của chúng ta, những thử thách dắt chúng ta đến gần như cơn tuyệt vọng, những điều đấy mới là những cơn bách hại mà chúng ta cần vượt qua. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng ta vượt qua tất cả, để chúng ta mãi cậy trông và tin tưởng vào Chúa. Amen.